chào các bạn ngày hôm nay thứ Sáu, ngày 19 tháng 6 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Đại hội 13, Đảng buộc phải chọn con đường nào để chuyển sang thể chế dân chủ. Đảng Cộng sản Việt Nam đang trong giai đoạn nước rút, chuẩn bị cho đại hội lần thứ 13 được dự kiến tổ chức vào đầu năm 2021. Trước thềm mỗi kỳ đại hội, người dân không khỏi hy vọng với một sự đổi mới từ chính trong đảng, tổ chức tự cho mình có quyền độc tôn lãnh đạo đất nước trên mọi phương diện. Nhưng căn cứ trên những phát ngôn và động thái từ phía đảng, tới thời điểm này thì những tia hy vọng nhỏ nhoi về sự tự chuyển biến của đảng chỉ còn là sự thất vọng tràn trề như bao năm qua mà thôi. Và trong các văn kiện của đại hội thì báo cáo chính trị được coi là báo cáo quan trọng nhất. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 12 vào chiều ngày 14 tháng 5 năm 2020. Ông Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị Trung ương 11 vào ngày 7 tháng 10 năm 2019 rằng báo cáo chính trị là báo cáo trọng tâm của đại hội và căn cứ lý luận và thực tiễn quan trọng để xây dựng các báo cáo khác. Đến nay, dự thảo báo cáo đã cơ bản hoàn thành và vào ngày 10 tháng 6 năm 2020, Hội nghị báo cáo viên Trung ương khu vực phía Bắc được tổ chức tại Hà Nội. Theo truyền thông nhà nước Việt Nam, tại hội nghị này, ông Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương đã báo cáo về những điểm được cho là mới của bản dự thảo, gồm gắn xây dựng chỉnh đốn hệ thống chính trị với công tác xây dựng chỉnh đốn đảng và đặt ra mục tiêu phấn đấu đến giữa thế kỷ 21 nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa và xác định vấn đề Biển Đông vẫn là một thách thức rất lớn. Và tiếp theo là giữ vững nền tảng tư tưởng có ý nghĩa sống còn. Các nhà quan sát và dư luận cho rằng chỉ có một trong bốn nội dung trên tạm có thể gọi là mới với đảng nhưng cũng là một chủ đề gắn bó trong nhân dân trong nhiều năm qua, đó là vấn đề Biển Đông. Trong những kỳ đại hội qua, chưa bao giờ tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông được đưa ra thảo luận như một nội dung trọng tâm của chương trình nghị sự. Và trả lời đài BBC tại London, nhà nghiên cứu sử học Lê Văn Sinh thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội nhận định như sau: chúng ta chưa thấy có triệu chứng gì của đổi mới. Và tiến sĩ Mai Thanh Sơn, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam nói rằng khi mà ngay cả những nhà lý luận của đảng cũng trực tiếp hay gián tiếp thừa nhận sự khủng hoảng về lý luận, tôi thực sự không kỳ vọng gì ở sự đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam trong đại hội lần thứ 13 tới đây. Đây là hình ảnh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 6 của Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra vào tháng 12 năm 1986 tại thủ đô Hà Nội đã thảo luận và thông qua đường lối đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong sự lãnh đạo của Đảng đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước lúc đó. Và câu hỏi đặt ra là nhân tố nào có thể dẫn tới sự đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam? Ông Sinh cho rằng có hai nhân tố tác động tới sự thay đổi của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thứ nhất, Đảng bị đẩy vào tình thế không thể không thay đổi như hồi thập niên những năm 80 của thế kỷ trước, nghĩa là thay đổi hay là chết. Và thứ hai, khi nước Trung Hoa Cộng sản trở thành nhà nước dân chủ đúng nghĩa. Còn tiến sĩ khoa học Nguyễn Quang A, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phản biện Chính sách Độc lập IDS thì khẳng định như sau: để thay đổi theo hướng dân chủ, văn minh, phồn vinh thì chỉ dựa vào sức của dân Việt Nam là chính. Tận dụng mọi cơ hội quốc tế như các hiệp định thương mại tự do CPTPP hoặc EVFTA hoặc khối ASEAN để phát triển kinh tế. Đây là việc hàng đầu và từ từ mở cửa chính trị. Và quá trình này cũng tự mình là chính và tận dụng hoàn cảnh quốc tế. Đáng tiếc hiện nay không thuận lợi cho lắm. Và cái nói về tự mình là dân Việt Nam, doanh nghiệp Việt Nam chứ không phải là Đảng Cộng sản Việt Nam, cũng như các tổ chức xã hội dân sự, chứ không phải sự chờ đợi ở sự chuyển biến từ trên xuống dưới của Đảng Cộng sản Việt Nam, chỉ ít trong 5 năm tới. Tiến sĩ Mai Thanh Sơn thì cho rằng, lịch sử cho thấy tất cả các quốc gia đang phát triển đều phụ thuộc rất lớn vào bối cảnh quốc tế cũng như khu vực. Và để trở thành một đất nước dân chủ, văn minh và phồn thịnh, tất cả các quốc gia đó đều dựa vào 3 điểm tựa cơ bản như sau. Thứ nhất là nội lực, bao gồm tất cả các yếu tố kinh tế, chính trị, quốc phòng, an ninh, truyền thống văn hóa lịch sử. Thứ hai là hệ thống công pháp quốc tế và thứ ba là các đối tác chiến lược. Trong ba điểm tựa đó, nội lực là quan trọng nhất. Bài học đó thể hiện rất rõ qua sự thực tiễn lịch sử của các nước phát triển ở châu Á hiện nay như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Hoa Dân Quốc hay Singapore. Và câu hỏi được đặt ra, vậy đâu là cơ hội thách thức cho tiến trình dân chủ hóa ở Việt Nam? Đây là hình ảnh lễ ký kết Hiệp định Thương mại giữa Việt Nam và châu Âu gồm Hiệp định Thương mại Tự do EVFTA và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư IPA vào chiều ngày 30 tháng 6 năm 2019 tại Hà Nội sau 9 năm đàm phán.
Về thách thức đặt ra cho Việt Nam, tiến sĩ Nguyễn Quang A nhận định tiếp như sau. Thách thức là rất lớn. Các mối quan hệ Mỹ-Trung, Mỹ-Châu Âu, Mỹ-Nhật Bản, Mỹ-Ấn Độ, Mỹ-ASEAN có thể ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam. Chiến tranh lạnh mới có thể nổ ra nếu chiến tranh nóng nổ ra và liệu Việt Nam có bị kéo vào hay không? Tiến sĩ Mai Thanh Sơn thì cho rằng trong bối cảnh quốc tế cũng như khu vực, tham vọng của Trung Quốc có lẽ là thách thức lớn nhất. Ông nhận định trong những năm gần đây, bối cảnh kinh tế thế giới cũng như khu vực đã và đang có những thay đổi nhanh chóng. Sự trỗi dậy của Trung Quốc và tham vọng toàn cầu của Trung Quốc đã và đang trở thành vấn đề nổi cộm đối với trật tự thế giới. Tư tưởng Đại Trung Hoa chưa bao giờ bộc lộ rõ ràng như hiện thời. Thời cổ đại, tư tưởng Đại Trung Hoa dựa trên 3 trụ cột cơ bản bao gồm chính sách ngoại giao linh hoạt, thứ hai, sự vượt trội về văn hóa, kỹ nghệ và thương mại, và thứ ba là khuôn mẫu nhà nước quan liêu. Và ngày nay, với sự phát triển không ngừng bằng tốc độ kỷ lục trong hơn 40 năm qua, tư tưởng Đại Trung Hoa đã có những thay đổi và dựa trên 3 trụ cột mới bao gồm thứ nhất là sức mạnh tổng hợp bao gồm cả kinh tế, quân sự, khoa học kỹ thuật và văn hóa. Thứ hai là một nhà nước kiểm soát, toàn trị dựa trên chế độ độc đảng. Và thứ ba là chủ nghĩa dân tộc cực đoan. Đặc biệt có lẽ ngày nay Trung Quốc là một trong số không nhiều quốc gia còn có tham vọng về lãnh thổ. Và cách thức mà Bắc Kinh đang đối xử với Việt Nam thể hiện rất rõ điều đó. Để đạt được các mục tiêu của mình, chủ nghĩa dân tộc cực đoan đã được kích hoạt và thể hiện mọi lúc, mọi nơi. Ông khẳng định tiếp như sau. Mối quan hệ đối với Trung Quốc cũng đặt riêng Đảng Cộng sản Việt Nam trước một thách thức không dễ vượt qua. Là làm thế nào để vượt qua tạo nên sự hài hòa trong quan hệ giữa hai đảng có chung ý thức hệ, vừa giữ được độc lập dân tộc để phát triển trong hòa bình. Không ai có thể trả lời được câu hỏi này ngoài chính các nhà lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và đối với phần còn lại của thế giới, ý thức hệ mà Đảng Cộng sản Việt Nam đang coi là nền tảng tư tưởng cũng như mô hình nhà nước hiện nay đang là một trong những rào cản lớn nhất để có thể tận dụng sự ủng hộ tích cực hơn nữa. Và các nhà quan sát nhận định thách thức tuy lớn nhưng cơ hội của Việt Nam đạt được tiến trình dân chủ thực sự cũng không phải là nhỏ. Đây là hình ảnh vào ngày 7 tháng 6 năm 2019, với số phiếu bầu kỷ lục 192 trên 193 phiếu, Việt Nam đã chính thức trở thành ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021. Tiến sĩ Nguyễn Quang A cho rằng mặt khác của thách thức lại chính là cơ hội và chỉ có lãnh đạo khôn ngoan mới phát hiện ra và tận dụng để làm 3 việc cần phải làm ngay. Đó là thứ nhất là bảo vệ Tổ quốc, thứ hai là phát triển kinh tế bền vững, tức là phải đi đôi với bảo vệ môi trường và công bằng xã hội. Và thứ ba là đổi mới chính trị từng bước theo hướng dân chủ. Ông Quang A đã nghi ngại và đặt câu hỏi, không biết Đảng Cộng sản Việt Nam có nắm bắt được cơ hội này và biến nó thành thách thức và trầm trọng hơn các thách thức hay không? Tiến sĩ Mai Thanh Sơn cũng cho rằng cơ hội nằm trong chính thách thức thứ nhất mà ông nêu ra, đó là tham vọng của Trung Quốc. Ông nói, ngay cả trong quan hệ với Trung Quốc, Việt Nam cũng có những cơ hội về thị trường, về những bài học phát triển. Dưới cấp độ nào đó, tham vọng của Trung Nam Hải cũng giúp cho những người Cộng sản Việt Nam hiểu rõ hơn, sâu hơn bản chất của những người đồng chí bên kia biên giới. Với phần còn lại của thế giới, Việt Nam đã có quan hệ ngoại giao cũng như kinh tế đối với hầu hết các quốc gia, các vùng lãnh thổ. Mối quan hệ đa phương, đa chiều, đa lĩnh vực đã giúp Việt Nam có được phần nào có sự chia sẻ trong công cuộc giữ gìn độc lập, xây dựng và phát triển đất nước. Tuy nhiên, có thể tận dụng được tất cả các cơ hội để vượt qua thách thức hay không phụ thuộc rất lớn vào tiến trình đổi mới nền tảng lý luận cũng như cải tổ mô hình nhà nước theo hướng dân chủ hơn. Còn nhà báo, cựu đạo diễn Song Chi thì cho rằng Việt Nam cần tận dụng thời cơ lịch sử khi uy tín của Trung Quốc trên trường quốc tế đang bị suy giảm nghiêm trọng sau đại dịch viêm phổi Vũ Hán và chủ nghĩa thoát trung trên thế giới đang bùng lên mạnh mẽ để có chính sách thu hút đầu tư phát triển kinh tế của riêng mình. Đây là hình ảnh tấm bảng cổ động có hình của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình với khẩu hiệu Giấc mơ Trung Hoa, giấc mơ của người Trung Hoa trên đường phố Bắc Kinh vào ngày 16 tháng 10 năm 2017. Bà Chi tiếp tục phân tích như sau, như chúng ta thấy, hiện nay Mỹ và các nước phương Tây đã nhận ra Trung Quốc sẽ không thay đổi theo hướng dân chủ hóa. Ngược lại, từ khi Tập Cận Bình lên thì họ Tập đã thay đổi chính sách thao quan, dưỡng hối, tức là giấu mình chờ thời, tránh đụng chạm, tránh can thiệp vào những vấn đề chung của thế giới của Đặng Tử Bình và hướng tới một chính sách đối ngoại thách thức sự thống trị của Mỹ trong khu vực châu Á và Thái Bình Dương. Thậm chí đến nhiệm kỳ thứ 2 từ năm 2017, khi phát biểu tại Đại hội Đảng của Trung Quốc tháng 10 năm 2017, thì Tập Cận Bình đã công khai nói về việc Trung Quốc muốn vươn lên thành siêu cường, muốn tham dự sâu hơn vào những vấn đề quốc tế, thậm chí cạnh tranh với siêu cường Mỹ.
và Tập Cận Bình còn đưa ra giấc mơ Trung Hoa để thay cho American Dream, được thể hiện bằng các tham vọng lãnh thổ và chiến lược. Đại dịch viêm phổi Vũ Hán vừa qua càng khiến cho Mỹ và các nước phương Tây nhận ra bản chất dối trá, không đáng tin cậy, cũng như những thiệt hại khi làm ăn với Trung Quốc khi phụ thuộc vào công xưởng sản xuất từ Trung Quốc. Chính sách của các nước đối với Trung Quốc từ kinh tế cho đến chính trị chắc chắn sẽ thay đổi, mặc dù chiến tranh quân sự thì chắc chắn sẽ không xảy ra, ít nhất trong tương lai gần. Và Việt Nam thì cần phải tận dụng thời cơ này về kinh tế để cải thiện môi trường kinh doanh, hệ thống pháp luật để đón nhận xu hướng từ bỏ công xưởng Trung Quốc, chuyển sang đầu tư ở nước khác. Việt Nam cũng cần phải có thái độ rõ ràng để thế giới thấy rằng Việt Nam không phải là sân sau của Trung Quốc, không phải là đồng chí anh em gắn bó làm một với Trung Quốc. Về mặt độc lập chủ quyền, Việt Nam nên tính đến chuyện kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế về vụ Trung Quốc đánh chiếm Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam vì thời hạn 50 năm sắp hết. Và Việt Nam cũng phải tích cực nâng cấp quân sự đề phòng cho tình huống xấu nhất. Và suy cho cùng thì đổi mới thể chế là một vấn đề tất yếu mà dân tộc Việt Nam, nhân dân Việt Nam đang cần phải đối mặt để thay đổi tình trạng hiện nay. Đây là hình ảnh Quốc hội Việt Nam đã phải bỏ phiếu lùi thời gian thông qua dự luật về đặc khu, kêu gọi người dân bình tĩnh vào hôm 11 tháng 6 năm 2018. Ông Lê Văn Sinh cho biết rằng, nếu có cải cách, đổi mới, cải tổ thực chất, tôi cho rằng phải đổi mới thể chế chính trị. Lịch sử và hiện tại chỉ tạo ra một khoảng cách không thể bác bỏ rằng thể chế chính trị quyết định một nước trở nên cường thịnh hay nghèo đói. Tiến sĩ Mai Thanh Sơn thì cho rằng có 3 nhiệm vụ cần được ưu tiên hàng đầu để đạt được sự đổi mới toàn diện và sâu rộng. Đó là, thứ nhất là thay đổi nhận thức, lý luận lấy lợi ích quốc gia, dân tộc, nhân dân làm nền tảng cơ bản. Thứ hai là điều chỉnh những khuôn mẫu trong phát triển cũng như huy động sự tham gia hiện nay nhằm có thể phát huy tối đa sự đóng góp của tất cả các thành phần kinh tế, các tầng lớp xã hội, kể cả các nhà phản biện. Và thứ ba là đánh giá lại toàn bộ các nguồn lực cho phát triển, bao gồm ở tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, an ninh, quốc phòng, xã hội và văn hóa. Trên cơ sở đó, xây dựng các chiến lược mới, chính sách và giải pháp khả thi mới. Nhà báo tự do Song Chi thì tiếp tục khẳng định rằng, nếu Đảng thực sự muốn có thực chất trong cải cách, đổi mới hay cải tổ, thì trước hết phải bỏ vai trò Đảng đứng trên tất cả, bao trùm tất cả, chỉ đạo tất cả, kể cả chính phủ, quốc hội, tòa án, truyền thông. Phải tìm cách giới hạn quyền lực của nhà nước bằng cách nới rộng quyền tự do báo chí để báo chí có thể góp phần phê phán những sai trái của nhà nước và nói lên nguyện vọng của người dân. Nới rộng quyền cho người dân như quyền tự do ngôn luận, quyền được biểu tình, quyền được bảo vệ của mình trước tòa án. Và để cho người dân lên tiếng, Đảng phải bỏ đàn áp, bắt bớ những điều luật mơ hồ với những bản án hà khắc, phi nhân dành cho những người bất đồng chính kiến, những tiếng nói phản biện ôn hòa. Thêm một cách để hạn chế quyền lực của nhà nước, đó là cho phép thành lập những hội đoàn, tổ chức xã hội dân sự, dần dần tiến tới con đường dân chủ hóa, mô hình đa đảng. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Sáu, ngày 19 tháng 6 năm 2020 với bản tin Đại hội 13, Đảng buộc phải chọn con đường nào để chuyển sang thể chế dân chủ. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de